hai mẹ con mình đang ngồi ở ghế nóng. Chương trình nếu mà mời Thanh Ngọc lên để nói chuyện với mẹ đó, thì Ngọc nghĩ là chắc cũng có liên quan gì đến mối quan hệ của hai mẹ con mình. Cứ mỗi lần mà mẹ gặp con là mẹ nhớ cái hình ảnh của con trong cái phim Mẹ Chồng Nàng Dâu. Trời ơi, cái cô con út này quậy dễ sợ là quậy, nhưng mà rất là dễ thương. Người mẹ chồng ở trong phim Mẹ Chồng Nàng Dâu á, sao mà lúc nào cũng bao dung, mà nói chung là cảm hóa được tất cả những cái sai phạm của các nàng dâu luôn á mẹ. Hồi đó giờ người ta làm rất nhiều cái cuộc trò chuyện, thậm chí có những cái phim người ta đã phá, người ta lên án mẹ chồng. Nhưng mà riêng về phần mẹ Xuân á, thì mẹ Xuân binh mẹ chồng chút đi. Thí dụ nha, họ chỉ có một đứa con trai duy nhất. Bây giờ là con mình có gia đình, thì liệu cái người con gái đó có lo lắng, có chăm sóc cho con mình được như mình đã từng chăm sóc? Thì tất nhiên là cái người mẹ này phải ích kỷ rồi, thì phải sợ cái người phụ nữ kia không lo được cho con mình. Con nghĩ cái ý nghĩ của người mẹ chồng là đúng chứ? Dạ thì cũng có, nói chung là khi mà đã làm mẹ rồi, thương con rồi thì mới biết là cái tình mẹ rất là bao la, và lúc nào cũng muốn che chở bảo bọc cho con của mình hết á. Thì khi mà con lớn lên có một người phụ nữ khác thay thế mình á để mà chăm sóc con, thì đương nhiên là mình không an tâm rồi. Nhưng mà con nghĩ là cũng nên cho người vợ đó một cái cơ hội, chứ mình đừng có nghĩ là người kia sẽ không tốt như là mình, tại vì người mình đã thương cái cô con gái đó đã thương con mình rồi thì chắc chắn là sẽ dành hết sự chăm sóc cho con trai của mình mà. Sao con không nghĩ như mẹ Xuân đã từng nghĩ? Vì sao có những bà mẹ chồng lúc đầu thì cũng chưa có nghiêm khắc lắm, chưa có khó lắm, nhưng mà càng về sau thì hình như hai bên không thể cùng chung chiến tuyến được. Con có sống chung với nhà chồng không? Hiện tại thì con sống, hai vợ chồng con sống riêng, nhưng mà khi mà con lấy chồng á thì chồng con cũng có hỏi con là em muốn sống chung với gia đình hay là muốn sống riêng. Bản thân con á, con rất là muốn sống chung với gia đình chồng một thời gian đầu, chừng 2-3 năm gì đó, để mà mình có thể gần gũi hơn với gia đình chồng của mình hiểu hơn. Con cũng muốn là cái bổn phận của con ban đầu về cũng là làm dâu trong nhà, dâu con trong nhà, xong rồi sau đó thì hai vợ chồng có cái khoảng trời riêng của mình. Đầu tiên mà khi con về con làm dâu ở nhà đình chồng á, con cảm thấy có cái gì mà không hòa hợp không? Cái mục đích của mình đưa ra là phải sống riêng cho nên phải ra thôi. Nói chung là mình cũng phải suy nghĩ cho người khác nữa, chứ không phải là mình chỉ biết nghĩ cho mình. Trong cái cách sinh hoạt, ăn ở, lời ăn tiếng nói cũng như là những cái cách ứng xử thì nó sẽ có những cái khác, không có phải trong nền nếp gia đình của mình đã từng quen. Thì đôi khi ban đầu mình sẽ bỡ ngỡ, và đôi khi có những lúc mình cảm thấy mình không có thích cái điều đó thì mình sẽ phản ứng. Và nhưng mà con thì con không bao giờ con hổn với người lớn hết á, cho nên là con sẽ không có phản ứng ngay liền lúc đó hay như nào cả, mà con sẽ về con nói chuyện với chồng con phải là người đứng ra nói chuyện với con là cái điều đó ở gia đình anh nó đã như vậy thì sau đó là nó đúng hay sai và như thế nào đó. Có nghĩa là cũng sẽ có những cái tranh cãi giữa con và chồng, thì sẽ tìm ra được một cái tiếng nói chung cuối cùng. Có khi nào con nghĩ vậy nè, hai người phụ nữ cùng lo lắng cho một người đàn ông và ai cũng muốn chứng tỏ là mình lo cho người đó tốt hơn. Thí dụ người đàn ông không khéo léo cái sanh ra là cái người mẹ nói sao từ hồi lấy vợ về hình như là nó cưng vợ hơn tôi, nó không còn để ý gì tới tôi hết. Rồi cái người vợ thì lại nói trời ơi sao lấy vợ rồi mà lúc nào ông cũng nghĩ tới mẹ, tối ngày cứ là sợ mẹ suy nghĩ cái này, sợ mẹ lo lắng cái kia. Thế là giữa hai người đàn bà bắt đầu có một cái chữ, cái chữ này thường tranh. Là thường là người ta nói là về người chồng mà có tình ngoài thì mới gọi là ghen, nhưng cũng có khi mẹ chồng lại ghen với con dâu, và con dâu hai người cùng ghen nhau. Ghen nhau thì cái ghen đó, con định nghĩa luôn cái ghen về cái chuyện đó, và con cảm giác như cái chữ đó nó tồn tại ở mức độ nào thì có thể chấp nhận được, và hoặc là không thể chấp nhận được cái chữ đó. Mình là vợ mình cũng phải, mình thấy như vậy là mình biết là mẹ chồng của mình thương chồng mình quá như vậy, thì mình là người phụ nữ của chồng mình, thì mình đương nhiên mình chắc chắn mình biết chồng mình thương mình. Những cái lúc tình cảm hai đứa riêng tư á thì mình né qua một bên đi. Cái lúc có mẹ thì mình đừng có thể hiện cái tình cảm ra nhiều quá. Và mình vẫn nói với chồng mình là anh ơi, anh quan tâm tới mẹ nhiều hơn hay như nào đó, để cho mẹ cảm thấy mẹ không có tủi thân. Chứ bản thân trong cái người phụ nữ mà hiểu chuyện, như con nghĩ người phụ nữ hiểu chuyện thì nên như vậy, chứ đừng có mà thấy như vậy, thấy mẹ chồng mình thương chồng mình quá rồi ganh tị với mình hay như nào đó, rồi ra sức là thể hiện tình cảm với chồng mình trước mặt mẹ hay như nào đó để mẹ khó chịu hay như nào đó, là con nghĩ cái điều đó là hoàn toàn sai trái và nó phản tác dụng rất là nhiều. Thường là người ta bảo là vợ chồng xây tổ ấm, là người ta muốn cái tổ ấm nó chỉ có hai người thôi, có hai người và những đứa con của họ thôi. Thì có khi nào con cảm giác như là thí dụ như cô nè ha, cô nói là đáng lẽ là luôn phải hỏi ý kiến cô cái này, phải hỏi ý kiến cô cái kia, thì bây giờ sao tự nhiên không hỏi ý kiến mình nữa,
cái cô mới can thiệp vô, can thiệp trong chuyện dạy con nè, rồi can thiệp trong cái chuyện thế này thế kia thế nọ của các bạn trẻ, thì cái can thiệp đó con có nghĩ là phê bình là quá sâu không? Dạ, can thiệp thì phải có chứ, nhưng mà đừng quá đáng thôi. Ba mẹ dù gì nữa cũng lớn, có cái kinh nghiệm sống, đã nuôi mình ăn lớn lên, trưởng thành đến chừng này thì chắc chắn là sẽ có những cái kinh nghiệm riêng của ba mẹ. Và vì thương con thương cháu cho nên mới như thế thôi. Người lớn cũng mở cái lòng ra mà thương yêu cái người con dâu đó giống như con của mình, thì chắc chắn là cái người con dâu đó nó sẽ cảm nhận được cái tình thương đó và đối xử lại tốt y chang giống như là mẹ của mình vậy đó. Con nghĩ là từ hai phía. Bây giờ là hai mẹ con mình nãy giờ là bàn cãi khá sôi nổi về chuyện mẹ chồng nàng dâu á. Bây giờ mình sẽ xem một cái clip để xem phỏng vấn những người khách á, coi người ta nói sao về vấn đề mẹ chồng nàng dâu nghe con. Dạ. Đây. Mẹ chồng mà can thiệp nhiều quá vào cái việc của gia đình á, thì trước tiên thì mình phải tìm hiểu về cái gia đình của mình nó như thế nào, và cái tâm lý và tính cách của người mẹ đó như thế nào. Mình chịu khó lắng nghe, quan trọng là lắng nghe cái đã. Như là mình nhỏ thì phải nghe người lớn. Bây giờ mình muốn con trai mình hạnh phúc, mình muốn cháu mình được một bà mẹ yêu quý, một gia đình hạnh phúc, một nàng dâu hiếu thảo, một nàng dâu dịu hiền. Chăm sóc chồng con tốt thì bản thân mình phải biết thương con dâu. Thì tất nhiên thì con dâu á, thì mình sẽ phải theo cái phong tục hoặc là theo cái cách của cái gia đình của bên chồng của mình. Trước mặt đó thì mình hơi có một sự ích kỷ, nhưng mà mình phải nghĩ là cái đó là cái giống như là bị mất cái tình thương, thì mình cố gắng mình cố gắng gọi là gì ta, cố gắng mình chịu đựng, chịu đựng thì cũng sẽ qua. Mình ngày xưa cũng đi làm dâu mà đến bây giờ các con nó cũng là con dâu của mình. Thế vậy thì ngày xưa, vậy tại sao mình lại không, người ta không thực hiện câu của các cụ nói là con gái là con người ta mà nàng dâu chính thực mẹ cha mua về. Nếu như khi mà mình mà yêu con dâu mình tôn trọng con dâu mình, thì không bao giờ, không có lý nào mà con dâu mình nó lại không yêu mình, nó không quý mình. À, đôi khi nó sẽ có những cái rắc rối, ví dụ như nó cũng có những cái xích mích mà giống như lúc nãy mà em đang hỏi chị. Nhưng mà chị nghĩ là mỗi người nó cũng sẽ có một cái không gian riêng. Thì mẹ chồng thì nó cũng sẽ có những cái không gian riêng, và mình sẽ cố gắng điều tiết như thế nào. Mình không can thiệp sâu vào đời tư của vợ chồng trẻ, bởi mỗi thời mỗi khác. Mình phải sống văn minh lên, bởi thì con người, mỗi con người nó chỉ là một cuộc đời thôi. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nói chung là mình suôn sẻ trong cái việc mà ứng xử giữa mẹ chồng con dâu, nhưng mà đúng là cũng có những trường hợp cũng khó mà cứu vãn thôi mẹ ha. Con cũng có một bà chị, cũng một chị bạn vẫn sống với chồng nhưng mà là cũng không có qua gia đình chồng luôn đó mẹ. Có những cái mâu thuẫn như vậy đó, không gỡ bỏ được. Và con cảm thấy như vậy thì rất là tội nghiệp cho chồng của mình. Là bởi vì gia đình làm sao mà bỏ được, nó sẽ không có trọn vẹn nhiều thứ. Mẹ có thấy là những cái người mẹ chồng mà quá can thiệp vào cái đời sống riêng tư của hai vợ chồng đó thì hơi bị quá đáng không mẹ? Nó bị không có cái gì vẹn đó chen ngang vô giữa đó mẹ. Thì nó mẹ có thấy vậy không? Mẹ thì mẹ nghĩ vậy nè, cái người mẹ người ta chỉ nghĩ là khi người ta sanh đứa con ra, người ta nuôi con lớn lên là một người có ích cho xã hội, và con mình có một cái gia đình riêng. Điều đó họ rất là mừng. Nhưng họ lại nhanh vội, họ lại mong muốn vậy. Họ mong muốn là con dâu sẽ ngay lập tức sẽ trở thành một thành viên của gia đình và sẽ hòa hợp với gia đình ngay từ đầu. Tức là con về là con phải tuân theo tất cả những cái nếp nhà. Và bao giờ cái người mẹ chồng cũng mong muốn cái người con dâu của mình trở thành một cái người ba đầu sáu tay, là làm hết được tất cả mọi việc đó. Thì nếu như cái đứa con dâu nó có khiếm khuyết thì người mẹ chồng có thể dạy, nhưng mà cách dạy đôi khi có những bà mẹ thì lại nghĩ về làm dâu thì giống như là con ruột rồi, cho nên cũng mắng, cũng la, và thậm chí la còn nhiều hơn la con trai mình. Nhưng mà mình nghĩ là cái la đó là con dâu nó sẽ hiểu, nhưng mà quên mất một điều là con dâu vẫn là con gái của người ta. Thì con dâu sẽ cảm thấy tự ái nếu sau là mình cứ bị đem ra mình la, mà lỡ la trong nhà còn đỡ, còn la có bà con dòng họ thế này thế kia thì cổ tự ái cũng mắc cỡ. Và cái dạy đó nó biến, càng ngày nó càng biến thành cái sự ác cảm, hai bên không hàn gắn được với nhau. Và cái gì mà đụng tới tiền là nó bắt đầu nó sanh ra mâu thuẫn nữa. Nếu như cái người mẹ chồng không suy nghĩ một chút, không mở lòng ra một chút
thì nó sẽ đi đến những cái hệ lụy dễ sợ lắm. Dạ, con thấy là cái vai trò của người mẹ chồng rất là quan trọng, gọi là quan trọng lắm luôn. bởi vì người lớn mà mẹ, tại vì người lớn mà đã mở lòng với con trẻ rồi thì nó dễ hơn, dễ hơn. Chứ mà con trẻ mà đương nhiên lúc nào con trẻ về cũng muốn là sẽ lấy được lòng của người lớn, cũng sẽ chăm sóc, cũng sẽ yêu thương này này kia. Nhưng mà nếu mà người lớn khó quá, khắt khe quá thì cũng rất là khó. Cho nên là con nghĩ là nhưng mà nó vẫn có một cái trường hợp ngược lại nữa, mẹ muốn nói nữa là có những ta báo chí dùng từ thì nó hơi đau to búa lớn là những bà dâu. À, bà dâu hả? Bà nội ta luôn hả? Về nhà làm bà nội ta chứ không phải làm dâu hả? Đó. Cái đó thì quá đáng thì rồi. Có những nàng dâu lại ý là nói là tôi có học thức, tôi có công ăn việc làm, tôi có thể độc lập về kinh tế và hoàn toàn rất là xem thường gia đình chồng. Nhiều người mẹ chồng cũng cảm thấy tổn thương vì điều đó. Cái đó là chồng phải dạy vợ đó. Chứ không phải là để mẹ chồng nữa. Tại vì đã thương tôi, đã về nhà là làm là không làm dâu làm là còn muốn cũng làm bà nội người ta nữa. Là không có được đâu. Đó, mà mẹ có nghĩ là cũng lại có những cái trường hợp cái ông chồng này ông nhu nhược. Đó, ổng nghe lời mẹ, trời ơi cái gì cũng dạ mẹ, một dạ mẹ, hai dạ mẹ, mà không cần biết là vợ sai hay vợ đúng mà mẹ la một cái là về la vợ liền. Đó thì nhiều khi có những cái cô con dâu đó sẽ cảm thấy là bị tổn thương. Nếu như cậu như vậy thì sau này có con là cậu sẽ không dạy. Dạ đúng rồi. Tại vì cậu sẽ là một tấm gương mà cái vấn đề mà thụ động trong cái cách là nhận được sự thương yêu của gia đình mình á, hiện nay là đàn ông có cũng khá nhiều. Tôi lại đứng về phía một cái người mà đã có con trai, đã có con dâu, có cháu nội rồi, thì tôi lại nói như thế này: cái cảm xúc của từng người rất quan trọng. Và có một cái mọi người phải suy nghĩ lại, khi chúng ta tính toán tới những chuyện mà quan hệ trong gia đình đó, là cái tôi của mình, thì đôi khi chúng ta phải lùi cái tôi ra đằng sau để chúng ta nghĩ tới cái nếp nhà của một cái gia đình, nghĩ tới cái tôn ti trật tự trên trước hoặc là trong ngoài, để chúng ta sống làm sao cho đúng với lễ nghĩa. Trong cái mối quan hệ tay ba nha, nghĩa là mẹ chồng nè, rồi chồng với vợ, thì người nào là người chịu thiệt thòi nhiều nhất nếu như có chuyện gì xảy ra? Không, mẹ thấy là nếu mà có chuyện xảy ra cả ba đều đau khổ hết. Dạ. Tự vì cái người mẹ chồng thì lại thấy là mình ai lại không mong muốn cho con mình có một gia đình hạnh phúc. Đứng về phương diện mẹ chồng thì tôi lại thấy là có lẽ là các bà mẹ chồng chúng ta nên mở lòng ra với người phụ nữ trẻ trong nhà mình. Là phụ nữ chúng ta dễ thông cảm cho nhau, thậm chí chúng ta còn có thể giúp đỡ nhau nhiều hơn trong chuyện là để cho một gia đình nó ngày thêm êm đẹp. Tôi hy vọng là tất cả những bà mẹ chồng khi xem chương trình này cũng có suy nghĩ giống như Kim Xuân. Còn con thì phận là một người phụ nữ làm dâu con ở trong nhà, thì con nghĩ là mình thương chồng mình đã về sống với chồng mình thì mình cũng hãy thương gia đình chồng mình, thương mẹ của chồng mình, bởi vì đó là người phụ nữ đã sanh chồng mình ra, đã thương yêu, đã dạy dỗ, đã nuôi nấng chồng mình khôn lớn bây giờ để mình có được chồng. Đương nhiên sẽ có những cái gút mắt này nọ thì mình sẽ giải quyết đó bằng cái tình cảm yêu thương chân thật từ tận đáy lòng của mình. Thì con nghĩ là cái tình cảm, cái tình thương nó sẽ cảm hóa được tất cả mọi thứ. Cảm ơn con dâu của mẹ trong phim Mẹ Chồng Nàng Dâu. Mong rằng là cái chương trình này sẽ nhận được sự góp ý của quý khán giả, và khi quý khán giả sẽ cho chúng tôi những lời khuyên bổ ích hơn. Chương mục Ghế Nóng đến đây xin được tạm dừng. Xin kính chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau.